Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. 4 x 2, 4 cộng 2 là biểu thức số. Từ hai phép tính mà hai bạn vừa lập được thì chúng ta còn có thể lập được rất nhiều biểu thức số. Cô giáo có ví dụ về biểu thức số như sau. 381 cộng 135, 95 trừ 17, 13 nhân 3, 64 chia 8, 265 trừ 82 cộng 10, 11 nhân 3 cộng 4, 5 nhân 12 chia 2, 93 chia 3 trừ 20, vân vân. Tức là có dấu 3 chấm, còn rất nhiều nữa. Là các biểu thức số hay còn gọi tắt là biểu thức. Như vậy, tất cả những cái phép tính chúng ta vừa nêu và còn nhiều phép tính nữa gọi là các biểu thức số, hay người ta còn gọi tắt là biểu thức. Như vậy, từ các dấu cộng, trừ, nhân, chia và các số ta lập được biểu thức số hay còn gọi là biểu thức. Bây giờ chúng mình làm bài tập thực hành các con nhé. Bài tập 1, đọc các biểu thức sau theo mẫu. Bài tập 1 là một bảng gồm 2 cột. Cột thứ nhất, biểu thức. Cột thứ hai đọc là mẫu cho biểu thức 21 cộng 18. Đọc là 21 cộng 18. Như vậy, cái cột là cho biểu thức bằng số. Bây giờ chúng ta viết cách đọc biểu thức đó. Cho biểu thức 95 trừ 17, chúng ta viết thành là gì nhỉ? 95 trừ 17, chúng ta viết bằng chữ. Tiếp theo cho biểu thức 13 x 3, chúng ta viết 13 x 3. Cho biểu thức 64 chia 8, chúng ta viết thành chữ 64 chia 8. Cho biểu thức 65 trừ 42 cộng 10. 65. Trừ 42. Cộng 10. Cho biểu thức 11 nhân 3 cộng 4. 11. Nhân 3. Cộng 4. Như vậy vừa rồi, bài tập 1 chúng mình đã đọc các biểu thức số đã cho. Bài 2, chọn cách đọc tương ứng với mỗi biểu thức. Ở bên tay trái là cách đọc
biểu thức, còn phía bên tay phải là cách viết biểu thức. Bây giờ chúng mình chọn cách đọc tương ứng với mỗi biểu thức. Cho cách đọc biểu thức 20 cộng 28 trừ 7. 20 cộng 28 trừ 7. Đấy, chúng ta nối cách đọc thứ nhất với cách viết của cột bên thứ hai. Đấy. 20 cộng 28 trừ 7. 6 nhân 2 nhân 3. 6 nhân 2 nhân 3. Chúng ta nối cách đọc và cách viết này. 24 chia 2 chia 4. 24 chia 2 chia 4. 15 chia 3 nhân 4. 15 chia 3 nhân 4. 7 bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã chọn cách đọc tương ứng nối với các biểu thức viết bằng số. Bài 3, hãy lập các biểu thức. Ở bài tập 3, chúng ta có 4 câu A, B, C, D. Bây giờ chúng mình giúp chú voi từ cách đọc các biểu thức, bây giờ chúng ta lập các biểu thức viết bằng số. Chúng mình làm bài tập 3 và vở ô ly các con nhé. Câu A, hiệu của 21 trừ đi 3. Ở đây hiệu là phép tính trừ. Ta hiểu 21 là số bị trừ và số 3 là số trừ. Ta có biểu thức 21 trừ đi 3. B, thương của 21 chia cho 3. Ở đây thương là phép tính chia. 21 là số bị chia, 3 là số chia. Ta có biểu thức 21 chia 3. C, tổng của 3 số 23, 15 và 40. Tổng của 3 số tức là 3 số cộng lại với nhau. Tổng là phép tính cộng, phải không? Ta lấy 23 cộng 15 cộng 40. Câu D, tích của 3 số 5, 2 và 7. Tích là phép tính nhân, tức là ta lấy 5 nhân 2 nhân 7. Ta có biểu thức 5 nhân 2 nhân 7. Bài 4, dựa vào hình vẽ trên, nêu ý nghĩa của mỗi biểu thức sau. Quan sát bài tập 4, chúng ta thấy có 3 hình. Hình A, hình B và hình C. Bây giờ chúng mình dựa vào hình vẽ này để chúng ta nêu ý nghĩa của mỗi biểu thức. A 8 cộng 9, B 8 cộng 6, C 8 cộng 9 cộng 6. Quan sát hình A, chúng ta thấy đây là một bình nuôi cá, bình cá. Đếm số cá ở trong hình này chúng ta thấy có mấy con? Có 8 con cá. Hình B có 9 con cá. Hình C có 6 con cá. Dựa vào số con cá ở trong hình, chúng ta sẽ nêu được ý nghĩa của từng phép tính. A 8 cộng 9. 8 cộng 9 tức là tổng số cá của bình A và bình B. Bình A có 8 con cá, bình B có 9 con cá. Như vậy, tổng số cá của bình A, bình B là 8 cộng 9. Câu B 8 cộng 6. 8 cộng 6 là tổng số cá của bình nào? Bình A và bình C. Bình A có 8 con cá, bình C có 6 con cá. Câu C, 8 cộng 9 cộng 6. Đây là tổng số cá của gì? Của 3 bình. Của bình gì? Bình A, bình B và bình C. Đấy, như vậy chúng ta dựa vào hình vẽ và chúng ta đã nêu được ý nghĩa của mỗi biểu thức. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm quen với biểu thức số. Biểu thức số hay người ta còn gọi là biểu thức. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.